Ngày 12 tháng 9 năm 2022, trên trang mạng của cái gọi là đài SBTN, do nhóm phản động người Việt chống cộng đang lưu vong, tại Hoa Kỳ đã bày trò hề chính trị, trong đó hai vai chính là Nguyễn Văn Đài và điếu cày Nguyễn Văn Hải. Chủ đề của trò hề này là Việt Nam với tiến trình dân chủ. Thực chất điếu cày Nguyễn Văn Hải cũng chỉ là kẻ châm mồi cho Nguyễn Văn Đài, trổ tài huyên thuyên. Trong cả giờ đồng hồ, Nguyễn Văn Đài tung ra nhiều ngón đòn hiểm nhằm vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam, hòng kích động lật đổ Đảng và nhà nước Việt Nam để lập ra thể chế dân chủ, theo mẫu hình phương Tây. Nguyễn Văn Đài và điếu cày Nguyễn Văn Hải tự vỗ ngực khoe khoang chiến tích về hoạt động chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chống lại nhà nước Việt Nam, bị kết án và ăn cơm tù nhưng vẫn đọc sách để có thêm tri thức chống cộng. Đúng là ngưu tầm ngưu, những kẻ mang danh đòi tự do, dân chủ để phá hoại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đều từng sinh ra và học tập, trưởng thành trong môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa, song lạc loài, ngộ nhận chính trị nên đã đi sai con đường, tự biến mình thành con rối cho những thế lực phản động quốc tế giật dây. Câu chuyện mà Nguyễn Văn Đài kể về cuộc gặp mặt hội khóa tại Đại học Luật Hà Nội, cùng với câu chuyện mà Nguyễn Văn Đài gặp một số cán bộ, chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong mỗi lần ăn sáng, họ tỏ ra đồng cảm với Đài, thì chỉ nói lên một điều là người đời thương cảm cho một kẻ lầm đường lạc lối, bị tiêm nhiễm tư tưởng chống cộng mù quáng. Khi có người hỏi về vai trò và những đóng góp của cái gọi là Hội Anh Em Dân Chủ, Nguyễn Văn Đài tỏ ra e dè, không dám mạnh mồm và có chút cứng họng. Vì thực ra, như Đài tự nhận là chỉ có một vài hoạt động chống cộng mang tính cầm chừng, nặng về lăng xê hình ảnh cá nhân trên trang mạng xã hội. Lòng tốt của Hội Anh Em Dân Chủ cũng chỉ là sự giúp đỡ những kẻ chống phá nhà nước, theo đuổi tư tưởng chống cộng bị pháp luật trừng trị. Nào là sự hỗ trợ pháp lý, nào là sự hỗ trợ tài chính, nào là móc nối với những cá nhân và tổ chức bảo kê chống cộng, nào là hô hào tụ tập lực lượng thông qua mạng xã hội. Nói chung những thứ mà Nguyễn Văn Đài báo cáo thành tích thì ai cũng biết đâu phải thiện ý hay trách nhiệm của cá nhân Đài. Đó chẳng qua Đài đứng ra làm đầu nậu chính trị. Xưa nay, những kẻ buôn gian chính trị thì kết cục cũng chả ra gì, vì cuối cùng cũng chỉ là thân phận bồi bàn trên không gian mạng, đến một lúc nào đó mắt mờ, chân chậm, nói lẩm cẩm thì mấy ông chủ buôn dòng chính trị ở nước ngoài đóng hầu bao, ắt là bụng đói, lưỡi liu díu, ngậm đắng nuốt cay phó thác số mệnh nơi đất khách quê người. Không chừng lúc đó, Nguyễn Văn Đài và điếu cày Nguyễn Văn Hải lại trăng trối cho được gửi nắm cho tàn cốt lạnh nơi quê mẹ, dù rằng cả đời chót bêu diếu quê mẹ,